chương trình lì xì người cá nha các bạn. Các bạn sẽ được rút thăm may mắn. Rồi chọn đi. Wow. Đâu đâu quay quay cái bao ra cho mấy bạn coi. Đó, bạn chọn cái này nha. Rồi em chọn cái nào? Em chọn cái này. Wow. Rồi em chọn cái nào? Em chọn rồi. Hả? Hồi hôm qua là mùng 8 là em đi tiêu lì xì em rồi đúng không? Nhưng mà còn mùng là người cá sẽ còn được lì xì nên hôm nay lì xì tiếp. Bóc còn tiếp đi. Hả? Ừ. Hết đâu. Làm người cá là được lì xì mà. Wow. Rồi. Mới chúc người cá Nemo mau lớn nghe lời ba mẹ, phát triển chiều cao tốt, càng ngày trở nên xinh đẹp, học giỏi nha, trở thành người cá xuất sắc nha. Đứng thẳng lên lên nào người cá Nemo. Lì xì, tất cả người cá đều có lì xì mà. Rồi chọn đi. Rồi, rồi lấy đi vàng luôn, mạnh khỏe nè. Wow, bạn người cá Simba đây sao? Ăn Tết vui không người cá Simba? Trời ơi. Ăn tôi ôm hai cây thì thả đây cá không? Thả đây cá không mà có luôn. Rồi lì xì cho người cá Simba nha. Chúc em dồi dào sức khỏe, học giỏi, cho ba mẹ vui lòng nha. Rồi lì xì cho bạn người ếch. Rồi hai chú ếch con của Michael Bell. Rồi em tên gì, giới thiệu tên đi. Giới thiệu tên em cho. Em là nhát lắm. Nhát gì vậy, thôi lì xì em luôn nè. Mấy hai ta, cảm ơn anh chưa. Phải cho làm người cá luôn đi, làm người ếch nhát quá bạn ơi. Chúc Tiêu năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài. Cảm ơn em, Tiêu cũng chúc em năm mới học giỏi, nghe lời ba mẹ, trở thành người cá xuất sắc, phụ Tiêu bảo vệ thiên nhiên động vật nha. Lì xì cho em, chọn đi, bóc đại luôn đi. Thích màu gì bóc màu đó. À, màu hồng luôn, một năm hồng luôn. Dạ, năm mới em chúc Tiêu vui vẻ, sức khỏe, ăn khai thịnh vượng, được nhiều người cá đến mua đồ. Rồi năm mới anh cũng chúc em ngày một cao lớn, khỏe mạnh, xinh đẹp, học giỏi. Rồi.